Mắm ớt kìa. Cái chả cá Nha Trang dài ngọt. Hai chồng Sơn xin kính chào cô bác chị ạ. Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chúc đến hai chồng của mình xin kính chúc cô bác chị bạn được thật nhiều thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Sơn mời cô bác chị bạn tham khảo nguyên liệu Sơn làm cái món bánh canh cua này. Cái mực này mình nướng rồi, còn tôm khô này bỏ vô đây mình ngâm nước. Mình hải sản luôn anh, có tôm khô nè, có cua biển nè. Rồi đây mình ngâm nước, cái này. Tôm khô này nó nhiều khi nó cũng dính bụi bặm rồi, ngâm nước chút xíu. Rồi mình loại bỏ cái nước này. Cái cua này mình mua cua này mình không biết ngon dở, mình chỉ mua là cua là cua. Giờ mình chà rửa sạch hết rồi, hết coi. Ai ta cua gạch ngon. Ngon he. Ngon. Gạch quá hết rồi kìa. Rồi cái hạt điều. Ủa anh không có phi hả? Anh sẽ để vậy luôn hả? Để vậy luôn lấy màu thôi. À vậy hả? Ừ. Anh thấy thường thường người ta phi bằng dầu. Ở đây lấy màu được rồi. Nước này nó sôi rồi mình để nguội nãy giờ. Để mình mà bỏ bắp cái giò heo vô. Mình hầm đó. Hầm cho bung của anh ha. Đó. Đây là chả cá Nha Trang. Xắt ra. Như làm ba được. Làm thấy hấp ha. Lạng vậy hả? Lạng vậy ăn cho nó hấp dẫn hơn. Cá này ngon. Cá này mình sắt ra mình chiên lại cái này cho nó thơm lại. Mua chả cá này thì người ta làm sẵn, người ta bỏ tủ đông. Bây giờ mình phải làm lại cho nó thơm lại. Để mình cho miếng tỏi, miếng hành vô. Chiên lại cái chả này. Cái chả này thì người ta làm cũng vừa ăn, mình không cần nêm lại đâu. Mình chỉ làm cho nó thơm rồi thôi. Chả nó thơm vậy được rồi. Mình ăn mình để vô bắt vô tô luôn. Hạt điều bỏ vô đây lấy nước. Sôi lên mình lấy nước. Mình trụng bánh canh lại.
để màu luôn ha. Cho nên mình phải trụng lại những khi nó có cái hậu chua bột. Bánh canh này làm sợi giống như bánh lọt anh ha. Ừ. Để vô tầm cho nó sôi tim lên lại là mình vớt ra. Để lâu quá thì nó mềm. Bánh canh nóng hổi ra lò đây. Đây vậy đây. Vớt luôn. Ông quá ánh xin. Luôn. Anh có để dầu miếng cái gì mà nó bóng ánh không? Bánh canh này nó có dầu sẵn. À hả? Làm được cho nó bị dính nha. Ừ. Không cần. Ta có cho dầu. Cái xương mình hầm nãy giờ, ta mình cho mực vô. Tôm khô. Cái tỏi mình chiên nè. Tỏi mình chiên mình bỏ vô đây cho nó thơm. Cho nó bán mùi cua. Hạt niêm. Đường phèn. Muối. Bột ngọt. Mình cho nó ra nước ngọt đi. Đấy, chút nữa mình mới cho cua vô với huyết vô. Nó ra nước ngọt. Cái huyết này thì mình mua về mình cũng luộc lại, luộc muối lại giấm. Cua rất là ngon, cua gạch không. Này nước tiết. Tới rồi cái nồi cua của mình nè. Giò tôm, cái mực với lại cái tôm khô ra ngọt ngắt luôn, rất hấp dẫn. Đó. Đây mình cho bột bắp vô. Ủa sao bột bắp bắp anh? Cho nó có độ sánh sệt lại nên mình bỏ bánh canh vô ăn mới ngon. Đó luôn. Wow. Đừng, mà cũng không có cần kẹo lắm. Điều kẹo gì được rồi. Cho chai dầu điều lên luôn. Nhầm người người ta cũng đỡ dầu điều ở ngoài cái bánh canh, nhưng mà mình không thích. Mình để vô đây cho nó chín luôn. Chín nó sôi cái dầu điều luôn. Rất là ngon. Sệt. Cho miếng hành vô cho nó thơm. Hành ngò gí. Rồi xong. Cá này nó ăn nó dai nó thơm cực ngon. Để mở hành vô cho con ăn. Hành vô cho nó thơm. Hành trồng vào của anh chị các bạn. Chào quá. Vô dữ vậy. Chào quá chào. Wow. Miếng giò heo lên nữa nha. Gì làm gì nước nước miếng vậy nó? Thơm quá người, thơm quá. Cái mùi của cua biển nó làm khó cưỡng. Khó cưỡng hả? Ừ. Anh em mình ăn hết nồi luôn anh Vinh Úc ơi. À luôn. Khỏi cho anh Sơn thưởng thức luôn. Cho comment nhìn đói luôn. À. Yêu chị quá ăn. Nhớ bắt hồ quá vậy.
Thì đồ ăn xong rồi, hôm nay ba anh em đại chiến 12 tô bún cua này ha. Ba chị em bắt tay coi. Ba chị em một, hả? 2, 3. Yeah. Hết luôn. Rồi, hết luôn ha. Thế này thì mỗi một người là 4 phần ăn. Đây, 4 người cua biển. Cua biển nè, bún không phải bún riêu mà lộn, bánh canh cua biển. À. Quá trời ngon luôn. Bánh canh cua biển mà nãy giờ mình kêu bún riêu. Hồi nào vậy tôi ăn bún riêu không à? Ăn bún riêu cua đồng. Hôm nay chơi sang luôn, chơi bún riêu cua biển luôn. Hết hồn luôn. Bây giờ bánh canh. Rồi, ok. Em mời cô chú anh chị dùng bánh canh cua biển với ba anh em. Xin mời ông bà cô bác anh chị dùng bánh canh. Mời ông bà cô bác dùng bánh canh cua với ba anh em tụi con. Ê, rồi. Này chị nha, không có anh em nha. Rồi. Lỡ ta lộ cũng dịch cùng lộ mà. Cái này có cái mù nè, anh Đúc ăn đi, ăn cái mù cua đi. Ờ. Ngon. Cảm ơn thế ngài à. Ăn gì bổ nay nha. Đúng rồi. Rồi. Ba anh em ăn đi. Vô. Mạnh sao? Rồi, ăn đi em. Mời chị Tâm. Rồi, mời chị Hai nha. Anh Úc mời. Mời chú Hai nha. Rồi, ăn đi. Anh. Để xương. Cho ăn nước mắm vô. Ăn cua trước. Cua gặp không á. Ăn cua trước, cái nào ngon ăn trước. Ăn bạch tuộc à. Mực cái bạch tuộc. Mình bánh canh mình kêu bún riêu. Cái chứ. Dữ ạ. Cua này cũng mềm anh Đúc ơi. Mềm. Ngon. Ôi trời ơi, húp cái mũ cua cái nó đã không. Gạch không á. Gạch không, húp thịt cột. Đã luôn. Ngon. Hình như còn cái mũ nào nữa không. Còn mua bên thứ hai kìa. Thấy bên của bà chị vợ kìa mà không biết đó bà để cho ăn lát cho anh Sơn. Cái gì ngộ của em mà để cho anh Sơn mà sao? Đó. Cái tô của em kìa, anh nói cho hết câu. Của em là để của em. để cho anh Sơn hả? Cua. Nói cho rõ là cái mua cua. Chơi mấy con nghe, bỏ ra đi bây. Em ăn mấy con nghe, chú lấy nước ngọt thôi. Cua thật chắc á. Nói cho rõ rõ để em coi. Sáng anh lựa cua gạch mà. Tính ăn 4 tô mà sợ thôi, còn có 1 tô. Ngon quá. Ăn thử cái chả cá coi, chả cá ngon lắm. Chả cá cho Trang nó dai thơm. Ngon ha. Không. Cái chả này mua về cái mình chiên lại nó thơm dai ngon. Cho tấm em nữa. Cái nào ngon ăn trước tôi rồi. À, bánh canh ăn chút em đỡ xe đây nha. Gì em? Cái bộ chậu. Xe. Ngon quá nè. À, cho xuống rồi đi nó xuống ra ăn nữa. Lên bộ ra lái xe hàng hang cái mình bộ lái xe. Cái cô gái ngọt ha. Ừ. À, có tôm khô nữa đó em. Gia vị ngọt, có thơm nước đó. Em đi bộ tới đó, em quay để lại không biết còn để em hưởng không nữa. Anh nói thiệt, còn kỳ đó, hổm anh lên Sài Gòn đó, anh ăn bún lộn, cái bánh canh cua này nè. Nhưng mà cái nước dùng là không ngon bằng nước dùng này. Không có làm bộ nữa vậy nè. Anh chị Tâm với anh Sơn ơi, cho em xuống em lấy xe. Nó vô nhà cá cho em xin uống nước, dở cái nồi lên, còn không em múc chảnh miếng nha. Ừ. Không. Còn múc còn đỡ, sợ không còn nữa chứ. Chà, nãy chắc nghe vòng tròn thấy còn mấy khúc xương á. Con canh trong cũng còn, thơm nhiều lắm. Thôi em đừng lo, hồi sách đi cho nó chắc, đi bộ kịp lắm em ơi. Con canh còn à. Cái chè hốt giọt còn không kịp nữa hả, để bộ. Ngon anh Huy. Ngon quá. Ngon quá. Ngon. Chị Tâm chỉ ăn cảm giác chỉ sướng với chị ăn cả. Ngon ngon cắn cái. Cái bánh canh tao bằng muỗng rồi em ăn bằng đũa. Dữ ạ. Cá ruộng thì cá dính vô lưới cái nó. Tư. Hả? Quá trời thật luôn. Có thật ngon lắm. Cá vô lưới là kêu tư. Quá ngon. Cô này sáng em mua em lựa cô này ngon. Nó tách ra là gạch không. Nói chứ mua cô đừng phải mua cô bự. Vừa vừa nha mà thật chắc. Mà nó mềm nữa. Tính nói gì bự, đừng quá bự là tính. Nó mềm, em nói là cua nó mềm nữa. Nè, cái mu là mu của thằng ăn. Để hồi anh Huy lấy lộn á. Con mu cua. Thì mu cua, anh nói phần của em. Trời.
Anh nói cái mù của em, con cua của em, tư tô của em, nói chưa hết câu. Đó vậy khi mình Việt Nam mình nói một nghĩa hai ba từ, một từ hai ba nghĩa, không cũng lộn không? Vậy cũng lộn. Nói chi nói vụ cái mu này mu kia. Là nói ví dụ cái món ưa quá trời. Bảo phụ nữ mà bảo cũng mê cái đó nữa. Gạch nhóc luôn. Gạch cua mà. Phải gạch đó ha. Như nó béo anh Lúc. Bảo phụ nữ cũng quá. Cái gạch nó ra nè. Cái cua này nó nhỏ thiệt nhưng mà chỗ mình bán nó cũng giá cũng hay bị được giá. Cua này mà mình mua ký 380. Này bán 3 bữa à. Ừ. 380. Đập ở dưới Cà Mau là cua này ký chừng 250. Này kêu cua thật thế. Béo béo vậy nó đỏ, không biết cãi như thế nào nữa. Ủa làm sáng nghe nói nhức răng mà vậy hai? Hả? Nhức răng nó nhức răng mà. Mới nay ăn cua mới đi mua hai được khúc nhức răng uống vô. Đấy. Biết liền ha. Để cho hai thằng cua đi mua hai được khúc uống vô. Biết liền ha. Tính tưởng nó nói gì hai nhức răng bỏ vậy cua. Nãy em tưởng anh đi đâu, em sợ anh đi không kịp á, hỏi đi đâu anh nói đi với chút là đi mua thuốc á. Trâm, hiểu ý em nói á. Em nói thấy nhức răng là tại vì ăn cua đâu có được. Ừ. Em ăn. Em nói là nhức răng cũng được, lấy mấy cua hơn. Vậy cũng sẵn xạ nhanh đó. Nếu gặp em nói thiệt luôn á. Anh Út sẵn xạ hay. Cũng thôi ăn cua là hành hương hết rồi phải không? Ừ. Anh Vy ăn bữa nay bữa ngon miệng, ăn hết trước mấy chị này hết rồi. Ngon. Ngon anh? Ừ. Ngon. Đúng 2 giờ trưa luôn. Ừ. Anh cháy kìa, trời mưa anh. Ừ. Món ăn ngon đúng rồi. Cái nước là tới luôn. Mỗi người còn 2 tô, hay thiệt. Nhanh thế. Bình thường thiếu nhi ngồi không à, hôm nay có bé bự ngồi chính giữa thôi, giờ dính dấp quá. Xích ga em, ngồi gọn ra. Xích ga chút đi. À, chặt rồi xích ga. Chẳng bằng thích ngồi gần. À. Ngồi nó khép nếp rồi, ngồi cái bánh. Muốn ngồi gần là nói hay nó đại thì nó đại đấy rồi. Mày kia kia nọ nó khổ quá. Nhà không. Nhà chị em không. Ăn tới hết giọt nước cuối cùng thật ạ. Cái tôm khô với lại mực nó ra ngọt, rồi thêm cái xương ống nữa nó ngọt. Cua nữa. Rồi xương giò vậy ra. Xương gì? Xương giò. À. Tôi nghe vậy. Xương ống. Xương ống rồi xương giò hả? Chà. Vâng. Nãy ăn cái mu cua rồi, giờ là ăn cái cục này là cục này gần cái mông á. À cái còn mông cua. Rồi ăn thêm mấy con cua có mông nữa hả? Rồi ăn thêm con bạch tuộc nữa. Ăn cái cua mông tuộc luôn hả? Thằng nó nói vậy á. Chút thôi. Lần cái trái này dài chứ.
Dạ. Lần đầu tiên mà ăn bánh canh cua biển như thế này nè, rồi nó đã vậy trời. Chứ không phải bún riêu phải không? Bánh canh. Bún riêu cua đồng giống như anh nói vậy. Nào giờ toàn ăn cua đồng không à? Bún riêu cua đồng. Quen luôn rồi. Tại nó thuộc lòng trong bụng á. Ừ. Ăn mấy món là món dữ nè. Bánh canh cua biển vậy. Nói tới cua đồng á, mùa mưa rồi nè, mai mốt mình đi xoay cua đồng về nó bún riêu kìa, nó đã nè. Đi lội mệt lắm em ơi. Cua đâu phải cua đồng đâu, cua đó cua bắc cực. Bắc cực đúng rồi. Bằng đêm đi xoay bắc cực quá phải không? Vậy ăn mới ngon. Xôi tội nghiệp mấy anh mà nuôi chăn nuôi bò đạp thành cái thân em nhẹ nhàng quá em đạp bụi cỏ. Nè dòm hoài liếc dòm hoài liếc dòm hoài liếc dòm cái mu hoài nè để gạch chị ăn cục gạch rồi chị cho em cái yếm nè. Nói cái yếm để nghe cái gì dễ nghe không? Nè, cái yếm cua. Đó, chị ăn gạch thì chị cho em cái yếm nghe. Chị có đau lòng. Cảm ơn lòng tốt của chị vợ nha. Lòm cái mu, cái yếm hoài. Dòm, xem chú có nói dòm cái mu của chị hoài nữa. Tính nói rồi. Nãy giờ nói cơm. Không chịu lại, miếng nào cũng trời. Ủa đất ơi, không vừa lại luôn hả? Ghét hết sức ghét luôn mà. Hãy ăn hết cái rồi. Tấm lòng của chị vợ cho. Cảm ơn nha. Không có gì. Ngọt không? Không, muốn của chị là ngọt hết đi. Nó béo thôi. Có cái thứ mà đưa là ngọt à. Không mà mình nói là nhiều khi mình nói cái ngôn ngữ mình á là kêu là cái này là cái yếm nhưng mà thường ta kêu cái mu mình ở đây bình thường là thường kêu cái mu cua. Cái đó là cái mai, còn ở dưới cái yếm là ở dưới á. Ở cái vùng mình kêu mu cua. Cái này là cái mai cua. Còn cái yếm là cái mai yếm gì đó không biết. Thôi em nói cái thôi bỏ vụ được nói cái thôi giờ nói cái lưng cua đi. Lưng của thằng đây. Thôi mất cỡ quá trời mặt đỏ rồi. Lưng của thằng bự vậy đó. Lưng cua. Này cái lưng của em nó còn nhỏ nhỏ nha. Dạ. Anh Út ăn này đúng rồi. Tại là quy gùa, gùa cũng ở biển thì đồng loại với nhau nè, nó quen thân yêu với nhau nè. Có trầm khô nữa nè. Trầm khô nữa. Có mực luôn á. Nãy chị vợ tặng cho cái yếm cua là thấy chị vợ thích ăn mực cho con không? Là mực của anh Huy á. Mực của Dương Hai á. Mực Dương Hai là chết á, mực Dương Hai đánh da vậy hả? Mực hôn hôn nó cái mực á thì không có cự mà nó lại nói cái lưng cua thì cự. Kỳ. Bắt đầu. Con ăn nó hút bóc thôi luôn. Trời trời nó nóng nữa. Không nhận cái nước này nè. Có nước hút rồi nè. Đậm đà không? Nó béo nè, thơm, ngọt, ngon. Bởi vì chị không có chừa giọt nữa. 4 kg giò heo, 3 kg xương ống, 2 kg cua. Em ăn cái miếng chả là mới cảm giác nó ngon lắm. Ăn sao cho cái cảm nhận coi, cắn miếng chả cho cảm nhận coi. Nó dai mà nó ngọt, ăn nó giòn giòn thơm. Trong nhà không ngoài hình như còn giúp ăn lại ngồi thử lại cái rồi mới biết phải không? Cái miệng cũng đã quá. Chút trong nhà còn cắt như con chè bự bự á, tử mới ngon. Nhà con mà hồi xóm mà anh mua nhiều lắm. Cua nó ngon gì đâu á. Nhìn em nó giống hai tô, ba tô rồi đó. Đúng nhìn em.
anh với Hằng lo nó cái vụ mà mực mu cua gì tùm lum á, em lo ăn. Quát trời thôi. Dạ thiệt ha, dạ mình nó có hậu vừa ăn luôn ha, nó không có bị. Ốp sẵn, ốp sẵn. Em giờ chỉ sắc cho em chiên lại thôi. Mặn mặn rồi. Ừ. Vậy làm thơm lại thôi chứ đây à, nó là ốp rồi, người ta ốp là vừa ăn rồi. Cái này có lẩu con bia rồi là cũng ngon rồi. Ừ. Nè. Mày ăn cùn nữa không? Không, anh ăn ra, anh ăn đi. Ăn cho nó ngon, em có rồi. Dạ, tôi cứ cùng cái tự nhiên để cho cảm nhận là mấy mấy kia ngon quá nuốt không có gấp cái miếng cua ra bỏ ngoài đi hằng, để hồi múc thêm bún cho gái Út em. Ừ. Tao giúp đỡ cho con nướng nè. Ừ. Tại cua anh mua có 4 con à, cho gái anh hết con à. Dạ nói không chấm. Ừ. Rồi trong còn bánh canh á với súp á. Hai cục hả? Nhường lại cho cháu miếng chả nè. Cảm ơn nha. Đổi nha. Cảm ơn thôi hai. Chả con nhóc ở trong đó. Chú cái cua thôi, chừng thấy Hằng cưng con thì Hằng bỏ thêm chả tỷ thấy Hằng. Ừ. Cua bắt hết luôn á. Giờ chả với thịt thì còn. Em cái hành mà mua nghe nha. Góc hành gì mà cay chứ thế là. Góc hành hả? Ừ. Không biết nữa. Cay với ớt vậy á. Ồ vậy. Ừ. Ngon ngon. Chứ anh ăn góc hành là chúng ăn cà rô. Cà rô đâu ớt đâu riêng hả? Gì hành cà rô đâu đây? Mà cái góc tím tím á. À. Hết luôn. Hành sảy. Ừ. Cái hẹp. Cái hành sảy. Không biết không? Hành hương. Hành lần hành nói hành nhiều hành cái gì hành hương. Ừ. Hành hương hả? Hành hạ. Có vô hành hạ luôn. Nói nãy giờ không chúng hành hạ vô giờ hành hạ. Quá trình được hả? Quá tuyệt vời. Hay là hả? Hay quá ba. Mm-hmm.
cái gì hứ đã ngon hay là gì ngon hết đã khỏi trả lời em nó vừa ngon mà nó vừa đã uống miếng nước nữa gì thế hằng à, cho em biết cái cảm nhận ăn cái món bánh canh cua này nó ngon không em bằng ở Sài Gòn không em ngon hơn à? Ừ. Ở Sài Gòn em có ăn không chưa ăn nào ôi vậy cũng ngon thật chắc là à, chồng là em mình hỏi chơi thì hằng thôi chứ em nói anh bữa đi ăn vô lưu em thấy nội con anh vô ăn cái tô bún riêu không à trời ơi 50.000 cái em nói chú ơi trời tính tiền biết có lộn vừa tiền nước không không nước đi 30 tiền đó 60 em ở chỗ ăn hả chị nghe quá trời cười cái để tôi em kết thúc đấy quý để anh ăn còn nên anh thì anh còn tính hết mất cỡ mấy anh em mình đây cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị bạn sức khỏe dành ăn trời lại bye bye.